Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em, chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3, em có một đoạn clip lên giao lưu với cả nhà mình những phô mai vàng tầm trung. Hy vọng đoạn clip ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ. Đoạn clip ngày hôm nay thì em sẽ quay từ nhà, em giao lưu với cả nhà mình và đi đến những khu mai vườn mà em đang làm. Em sẽ quay cho cả nhà mình coi quá trình làm đế mà quá trình em cắt cây như thế nào ha. Rồi, cái này là cái số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay. Em xin lỗi, kính chúc cả nhà mình có một buổi tối xem clip nhiều niềm vui. Cái này là cây số 1 ha cả nhà. Cây này khéo, em bị bông hàng cái nhà mình ấy. Đây, mua bán mà bị bông hàng buồn lắm. Ngày hôm nay xả bán nói chung là một cái giá tốt ha cả nhà. Quả neo nhỏ nhất của nó là 22. Cái này gần như là cái cũ, nhưng mà em không đo cái cũ. Em sẽ nói cái lời nói của em, nó là nồ đế ha cả nhà. 1m3 tại vì nó đặt hết trơn rồi. Chiều cao hiện tại là 35, đường kính bầu đang làm của nó là 47. Cô chú chị về nhà vô chậu nhỏ nhất cũng phải là từ 45 là bằng vai đế. Vai đế hiện tại của nó là đang là 41, 42. Cô chú chị về nhà vô chậu 45 nha. Cây này nó dính rồi nè, nó dính nó rất là quái ha cả nhà. Một cái cây mai mà em lên em bị giao lưu, em bị bông hàng thì thực sự ra mà nói thì em sẽ giao lưu lại với một cái mức giá rất là tốt. Với một cái cây mai nồ đế khủng như vậy, đường thân quái mà cây nó không có nhỏ, vô chậu 45 sẽ không phải là một cái cây bonsai vô nhỏ, vô hàng gọi là hàng nhỏ ha cả nhà. Giá giao lưu cả nhà mình luôn chỉ có là 4 triệu em giao, em bao ship toàn quốc nha. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Và bây giờ em lên cây số 2. Dạ rồi, tiếp tục là cây số 2. Cây này em chưa cắt gì luôn á, em để trong bóng mát. Em mới làm đế bây giờ lên tường nè. Lên tường trơn à, giờ phải trồng ha cả nhà. Bắt buộc phải trồng. Ngày hôm nay nói chung ra là những cái mẫu này em bán cho nó xong hết ha cả nhà. Quần eo nhỏ nhất của nó hiện tại là 23. Cũ đế, hôm này nồ đế không được cũ, em xin lỗi, nồ đế 70. Chiều cao em đang làm của nó là được 33, đường kính bầu là được 40. Cô chú anh chị về nhà vô chậu 35 nha. Nói chung cây quái có thể lọc những cái cốt cành mình lấy thân thủ thôi, mình chơi được rồi, chứ không phải là những cái cây mai mà chuẩn bonsai. Tại vì mấy ngày nay em lên clip rồi đa số em lên những cái cây lớn, em sợ bị mất khách hàng. Bây giờ bắt buộc là ngày hôm nay em sẽ lên những cái lô cây tầm trung ha. Rồi, giá em giao lưu với cả nhà mình luôn là 1.550.000, em bao ship nha. Và bây giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 của ngày hôm nay, một cây mai vàng sắp đế. Em thay đổi mẫu chút xíu ha cả nhà. Nói chung ra những cái lô mai này, cây này là cái cây lô mai, nói chung là nó một cái lô mai khác của cái cây 1 và cây 2. Nhưng á, nó chưa có phải là cái cây mà đời đầu đàn của cái lô này là lô chót cả nhà. Nhưng mà giá thân thủ nữa nè, rất khéo ha, như cây gốc nhớt. Đợt tới này em sẽ làm những cái lô mai gốc nhớt về giao lưu với cả nhà mình nha. Hoành eo nhỏ nhất của nó là 17. Đây, cũ được 53. Chiều cao em đang làm của nó hiện tại 40, đường kính bầu là 45. Cô chú anh chị về nhà vô chậu 35 vừa nghính luôn. Cốt cành có sẵn nha, đọt chủ bóp vót nè, lấy chi đuôi luôn ha. Cây này khéo, đường cong chỉ C rất là khéo luôn ha. Lô mai này em không có bao bông được ha cả nhà. Mẫu này em giao luôn cả nhà mình luôn là 3 triệu, em bao ship nha. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Và bây giờ em lên cây số 4 à. Dạ rồi, cây này là cây số 4. Em rất tiếc mà khi có những cái cây mai vàng đẹp em lên giao lưu với cả nhà mình, cả nhà thấy lên tường nè, có những đơn hàng mà khách hàng chịu lấy buồn dữ lắm luôn á. Tại vì cây đẹp mà không lấy, mình không phải là mình tiếc, ồ cái ông đó ông mua mình mà ông không lấy mình tiếc tiền, không có. Em tiếc là có một cái cây mai đẹp mà giá tầm trung mà lại bom hàng thì em không biết bom hàng không mà sao mà không lấy, quay đầu về. Đường kính bầu cô chú chị về nhà vô ngay cái chậu 45 nha em, bao đẹp luôn, cứng nhắc. Chiều cao 36, em đo thằng bên này 20, em đo cái thằng bên này 13, khéo cực kỳ. Hôm nay giao lưu cả nhà mình luôn 2 triệu rưỡi nha. Em không nhớ bữa em giao lưu bao nhiêu, nhưng mà cái giá 2 triệu rưỡi này nó thực sự cả nhà mình, cái này rất là đáng để sưu tầm, cây rất là khéo. Đó, bị bông hàng cả nhà mình á, em mới tưới nhẹ lại cái về nhà của chú chị, đừng tưới gì cho không có nên tưới ha cả nhà. Rồi, cái này là mã số 4. Và bây giờ em lên cây số 5. Dạ rồi, cái này là cây số 5, cũng là một cái cây cuối clip em lên giao lưu với cả nhà mình. Em sẽ đi quay cho cả nhà mình coi những cái công việc ngày hôm nay em làm như thế nào nhé. Cũng đường thân quái cả nhà. Hoành thân, nhỏ nhất của nó chỉ là 23. Cũ em đo đây nè, chuẩn ha.
39. Chiều cao em đang làm là 32, đường kính bầu 43. Thân thủ đẹp. Thân thủ quái, em xin lỗi cả nhà, thân thủ quái. Có cành nó cũng tương đối gọi là có thôi nha, tương đối thôi. Có vị trí cành 1, chưa có cành 2 và cành phong nó đã có, độc chủ vẫn có rồi ha. Cái này giao luôn cả nhà mình luôn là 1.600.000, em bao ship toàn quốc nha. À, cái này là cây cuối clip em lên cho luôn. Và bây giờ em mời cả nhà mình tiếp tục cuộc hành trình của em trong công việc ngày hôm nay. Em đi quay những cái cây mai hàng Lý Minh Tịch cho cả nhà mình cùng xem. Và em có những cái cây mai hàng tập trung, cả nhà mình đồng hành đoạn clip này cùng em nhé. Đó mà, cái này cắt dữ lắm á. Dữ không anh? Trời ơi, này cắt ra. Hiện tại giờ em đang ở bên vườn nha cả nhà. Dữ lắm nhiều. Mấy anh em nhà em đang làm bế quá trời cây mai. Trời ơi trời. Dữ lắm á, dữ. Cái này làm hồi làm bầu đất cho no lại cái nó đẹp nè. Hoành không lớn nha, hoành cái này tại biết sao mấy cây thú thú gì là không bao giờ mình đo lớn được không tí. Nó bị có cái eo á. Đo lớn cũ mới lớn. Ừ. Tại mấy cây này hoành nó ngang ngửa nhau, sát cây mai nó ngang ngửa nhau hết trơn. Quá trời cây mai cúc cành nó đẹp. Hàng này hàng phiên bản giới hạn cả nha. Giờ em cũng theo mã số luôn. Ngày qua là mình nhiêu cây tí? 13. 13 phải không? Này mã 14 đi ha. 120 cây trên toàn thế giới. 117. 117 đó. Ừ. Quá trời, anh em đang làm đế nè. Những cọng rễ nào mà dư thừa bên em cắt bỏ hết cái nè. Quá trời cây mai nồi đế. Ê cây mai nồi đế này, cục này cỡ 1m7 không ta? Trời ơi 2m. Không nổi đâu, không nổi 2m đâu bộ. Ông đo đi. Cục này nếu ấy 1m6, 1m6, 1m7 dữ lắm rồi. Quá trời. Dạo này anh em nhà em đang làm đế những cái cây phiên bản giới hạn nữa cả nhà. Nói chung ra thì cũng tâm sự thiệt lòng với cả nhà. Nếu mà mấy anh em nhà em mà đủ lực á, thì sẽ bướng lên giao lưu với cả nhà. Còn đây thì tại mà mình kinh phí mình không có thì bắt buộc là mình phải đi quay gì. Mình sẽ bướng từ từ cái nè. Nhiêu ạ? Còn 18 đi. Mấy 8 nào đến mấy 8 nè. Quá trời cái này cắt ra một cái thì độc chủ nó giót đọt luôn trời. Ê Khương ôm giùm tôi cục đế Khương cho cả nhà mình coi nó bự thế nào. Trời ơi. Khủng khiếp trời đất. Thấy cái mặt em mất tiêu rồi đó. Ừ. Cái này bông đẹp lắm nha, mà để em đi kiếm cái bông mặt bông đẹp em quay cho cả nhà mình xem. Tại vì những cây này là những cái cây mai lặt lá khúc cuối năm á cả nhà. Em biết là mặt bông nó rất là đẹp luôn. Cái cây vừa rồi thì em không thấy mặt bông, nhưng có cái là nó chung mẻ nhau nè, em cho cả nhà mình coi ha. Đây nè, trời ngày bông ngày hôm qua tới giờ nè. Trời ơi nó đẹp. Cái này cả nhà mình biết giống gì không? Giống giả Phúc Đức, em nhìn thấy nó giống lắm nha. Đây mặt bông quá trời nó đẹp luôn, tại vì đang nắng em chưa có tìm thấy được cái mặt bông nào nó căng căng hết. Phải chi có mặt bông nào căng căng em quay cho cả nhà xem. Cây này thì ngày hôm qua cũng làm cho một người anh nè, anh nồi đến dữ dằn. Cây này giao lưu rồi cả nhà, dữ dằn khủng khiếp vậy đó. Bông thì bông đẹp hay cả nhà. Còn ngày hôm nay thì em trước mắt sẽ bứng một cây hàng phiên bản giới hạn cho cả nhà mình xem nha, rồi chút nữa sẽ đi coi những cái cây vòng vòng xem có cây nào khá khá không. Em sẽ bắt đầu em làm cho cả nhà mình xem luôn. Cây này nãy giờ em chưa thấy có cây nào mà bông năm cách luôn ơi trời. Quá trời bông đẹp. Bự mà đẹp nữa. Rồi, hôm nay em thay mặt cho Tài cắt cái cây này nha em ơi. Cây này là một cây gì trực ha. Hơi bị bén nha. Anh ơi, quá đẹp. Cây rút lại nha. Quá trời. Chi cành nè. Cây liền lạc không vết thẹo. Đó, sợi ghi. Quá xa cây, rễ khủng luôn. Quá đẹp.
Rồi xong hai cây, nãy giờ đây em bận công việc em cho anh em làm. Một cây về Bến Tre, một cây về Tháp 10, Hồng Ngự Tháp 10. Đó, rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ nha. Nói chung ra những anh em nào mà mua tại vườn này nè, em đi xét cây thì được anh em mình tin tưởng, em rất là cảm ơn. Quá trời cái nồi đế. Chúc mừng hai anh. Còn cây này cây bữa này, cây này bữa 115 nè. Cây này ngày hôm nay thì 70 nè cái nè. Hàng 70. Khủng khiếp gì đất, cái hoành nó có 50 cái nè. Hoành 50 mà cái nào thấy sắc cây nó bự luôn. Quá trời cái cục đế luôn. Khủng khiếp gì đất. Rồi. Hy vọng 2-3 năm nữa, 5 năm nữa Tài sẽ thấy những cái cây mai này có tên có tuổi ở trong vườn của những anh em nhà mình nha. Nói chung cây của Tài thì không có giá trị cho lắm đâu. Giá trị thì giá trị theo cái cách nhìn của Tài thôi. Tài đang nói về cái cách nhìn của Tài. Còn vấn đề mà đối với anh em có những cây dữ hơn thì cái đó là chúc mừng anh em thôi. Còn đối với em là những cây mai này đã dữ lắm rồi ha cả nhà. Rồi, thượng lộ Bình An nha. Giờ Tài đi bứng cây tiếp đây. Lại thêm một cây phiên bản giới hạn nữa. Hồi sáng giờ làm được mấy cây, là nói chung sáng giờ anh em mình làm hai cây bán hết cho hai cây phải không tí? Đúng rồi. Còn cái này nữa hả? Quá trời. Còn cái đổ chưa quay. Đổ hồi mát mát rồi ra quay cho ảnh. Quá trời cây đẹp cả nhà mình ơi, phiên bản giới hạn nè. Mã này là mã K23006757. Mới có 2 giờ. Vâng. Con em nhà đang bệnh, đang chuẩn bị về kêu ông Trọng chở điệp giá, nó không biết nổi nè. Không. Quá trời nồi đế rồi. Nồi đế này sổ trên 3 tắc ta. Xuống vậy là hết rồi ha. Ôm ôm cục đế cái khương. Cả nhà mình ơi, trong cái mẻ này chắc có lẽ cái cây này là cây có cục đế dữ nhất luôn rồi. Trời ơi trời, nó còn hơn cái thúng nữa. Cái này cái thúng sao vừa Trọng? Cái này chắc 2 mét cục đế này quá. Dạ. Trời chị đẹp. Chị trước giờ chị đâu thấy được cây mai nào có cục đế gì phải không? Thôi được rồi. Thấy cục đế bự không? Trời trời, mình trên video mình không đoán được chứ ở ngoài thì thôi. Cái này cắt ra 1 2 3 4. Được 4 chi cành nè, có 2 trên đó có 2 cành ép áp đó cả nhà, không dính. Nhưng mà cây này đẹp lắm. Quá trời luôn rồi. Quá trời cây mai. Đúng rồi, cái này thì dữ lắm. Quá trời cây mai, cây này cây lớn tiền chút nha cây nè. Cái này là phiên bản giới hạn. Quá. Này nước dừa chơi đẹp. Nước dừa, nước dừa. Nước dừa. Rồi em cảm ơn chị. Bên này sao đây bầu? Trời ơi kìa, cục đế kìa. Quẹo luôn á trời. Quá trời. Có chưa á, tại chứ làm đó nè. Không, cây này chuẩn quá bầu ơi. Bạn đế này vô chậu chín quá ta. Chậu 8 hay chậu 9 á. Này à, chậu 9 cả vô nổi luôn. Chậu 9 rồi. Chính là ép á. Đưa con chó già lên đây ngạo cái. Cái này thì nói chung ra phiên bản giới hạn nha cả nhà. Nói chung ra thì giá nó, cây này nó cây lớn chứ không phải là cái cây nhỏ. Chẳng hạn như cây này cả nhà mình cần á thì em sẽ bứng lên. Đó, ngày hôm nay thì sáng giờ anh em làm cũng mấy cây, bán cũng được mấy cây cả nhà. Chút nữa bên em sẽ làm thêm vài cây nữa ha. Rồi, cả nhà mình uống nước dừa với em nha. Quá trời, đôi khi có những cây mai vàng nó thực sự cả nhà nha, lên hình nó không có dữ bằng nhìn ở ngoài, cái cảm nhận ở ngoài thì nó thực sự cả nhà mình đơn giản thôi. Em chỉ nói câu này thôi nè, bây giờ em kêu cái cây mai này đúng giá 100 triệu mà mình không diễn đạt hết, từ cái câu nói của mình, từ cái hình ảnh của mình nó không có diễn đạt hết được, thì cái này là cái cây mai của mình lên hình hơi dở. Lý do tại nó không có đủ sức cho cả nhà mình thấy. Nhưng mà ví dụ cả nhà mình ha, muốn mua những cái cây mai lớn tiền, chịu khó cả nhà mình chạy lại vườn, em sẽ cho cả nhà mình coi trực tiếp những cây mai này. Quá trời à, chịu khó ôm cục đế lại Khương. Trời ơi cục đế kìa. Khương nhỏ hơn cục đế nữa. Cái nạc này nó bự cả nhà. Ở trước là nó thú, bây giờ cả nhà mình thấy nó hớp đây nè. Nhưng ở dưới dàn chân rồi đều có hết hả cả nhà. Phiên bản giới hạn nè. Ê, cầm phiên bản giới hạn tôi coi mãi số mấy à? 55. 55 ha. Ừ, 755. Quá trời kìa. Cái chi trên đó là phải cắt nha. Ê, gặp tôi tháo chi kia ra luôn đi Trọng. Cắt này không? Có. Không không? Đâu có, đâu có. Đừng cắt từ từ. Tháo nào này hả? Đúng rồi, cắt bỏ cái chi ở trên á. Cắt luôn á. Để cho cả nhà thấy, đôi khi mà mình quay thấy chi đó rồi cả nhà mình đợt tới mình bứng ra thì không có chi đó. Cả nhà mình nói, ủa sao chi này mày cắt của tao thì nó kỳ. Đúng rồi, cắt đó đi à. Tại chi đó chi áp. Đế này nó lợi hại vô cùng này, mà quay ở trên xuống dưới nữa còn dữ nữa. Bữa giờ thì trong vườn này thì đã có một cây 115 triệu. Trời ơi, trời ơi, có một cái kìa ông nội ơi.
Có bộ bự, có một 30 bành có là 30 bành hả? Thiệt chứ, nó hơi quá chứ thiệt. Khứa luôn đó. Ê vô thăng rồi. Rồi khứa vậy đó, khứa vậy đó. Ờ đó. Cũng theo một. Trời ơi. Theo mày ra cũng dợt nó được chút đỉnh chứ. Theo em hả? Ừ. Em cắt cây là thôi. Theo đang cắt thôi, còn ừ. Phải nè, em quay về cho cả nhà mình thấy nè, như vậy cả nhà mình thấy được hết độ đẹp nó nè. Đó ơi, quay vậy thấy đẹp nha. Nó trời ơi quá trời. Rồi rồi, cái phân khúc giá 100 triệu cả nhà mình, nếu mà hợp nhãn cái này cả nhà mình cứ gọi lại cho em. Hoành eo á, nó thực sự cả nhà mình luôn ha, hoành eo cái này dữ lắm, là khoảng chừng 4 lòng. Còn nếu mà cái cục đế này nè, cục đế này dữ lắm thì nó cũng khoảng chừng 2 mét hơn chút hai cả nhà. Vô chậu thì chắc 1 mét không nổi đâu. Quá trời ông trọng làm cái bầu quá đẹp nè. Đó, đang trang trí luôn đó cả nhà. Ờ, ra lấy băng keo quấn này luôn vậy chồng. Rồi, giờ em tiếp tục qua cây mới nha. Rồi, tiếp tục thêm một cây mai cành huyền ha cả nhà. Cây này mà cắt ra thì chắc cái vườn này thì chỉ còn đúng cây này là cây huyền đó. Này cũng phiên bản giới hạn nè, đế sổ. Cây này cắm đầu nuôi đổ được nghe chồng. Ừ, đúng rồi, cây này nuôi đổ được mà, tại vì cái đầu nó hơi ngóc lên đó. Ừ. Này chặt cái bầu cho nó thẳng lại dựng đi. Tán độc chủ lại nuôi nó mới khéo. Cây khéo quá khéo. Dàn đế dữ. Hoành cái này cũng lớn cái nè. Hoành cái này 4 mấy á. Gì 4 mấy nội, giỡn hoài. Cái này 54 55 người ta đó. 45 5 mấy. Ừ. Đế sổ cái này thì tầm khoảng chừng 3 tấc rưỡi. Cái này vô nếu mà ép chậu bèo nhất phải từ chậu 60. Nè, dàn cốt cành trên. Quá trời luôn. Cây cành 1 nó 3 mấy. Ừ. Cũng cắt ra, đẹp. Cắt ra gọn nó mới đẹp chứ đôi khi tại những cái cây mai huyền á, anh em mình nhìn đấu ở khách hàng nhìn đấu ra như mình tại chỗ thì mình nhìn còn ra được. Sát bự quá trời bự, cây xù đó. Thì ngày hôm nay thì anh em nhà em chỉ làm được nhiêu đây thôi ha cả nhà, để hầu nữa xem còn cây nào khéo khéo nữa em quay tiếp cho cây nào mình cùng xem nha. Rồi đây là cái khúc mà anh em bứng cây ngày hôm qua nè. Cái đoạn clip ngày hôm qua em lên trễ quá cả nhà mình ơi, 9 giờ mấy vậy, bây giờ ít ai xem lắm. Cây này quá khéo mà nó đẹp nữa. Trời ơi, cây nó đã. Không phải phiên bản giới hạn mà cả nhà mình nhìn thấy cây nữa. Nó cũng gần như là cái những cái cây mai phiên bản giới hạn luôn á. Tại những cái này là những cây em lựa cả nhà. Đế bao đế luôn. Nè, 35 triệu cái nè. Áp cành ha, mặt thẹo còn chút nè. Đế bao đẹp cả nhà mình, vô chỗ 7 cái này ha. Vô chỗ 7 thân thủ đẹp. Em còn cây nữa, còn cây đổ nữa, nắng quá cả nhà ơi. Bây giờ em đang để trước hồ nữa, em còn phải mang vô nữa nè. Rồi cây này là cây hàng tầm trung, giá 35 triệu, em bao ship trong nội thành miền Nam đó. Anh em nào hợp nhãn thì cứ alo em nha. Tại vì cái cây mai này nó cốt cành nó ba lớn nè cả nhà. Trời ơi nó bự lắm, mà cắt cái này là không còn luôn, mà cắt không còn hết luôn. Cái cành rơi này không đủ điểm nè cả nhà. Đó, mình xét về cây là mình xét về vậy, chứ không phải là một cái cây mai mà thân thủ nó đẹp và có cốt cành, mà quan trọng cốt cành nó bự như thế nào. Đó, vai đế nó có chuẩn bonsai hay là không. Cây này chuẩn nha. Rất là chuẩn luôn. Còn cây này cây mai đổ ngày hôm qua nè cả nhà. Em rất tiếc cái đoạn clip ngày hôm qua luôn, nó thực sự cả nhà mình lên trễ quá, bây giờ ít ai xem. Nó hoành cũng 30 mấy gần 40 mà nó được cây mai đổ này hàng hiếm có hay cả nhà. Hàng đổ giờ là hơi khó đó, nằm trong cái giới hạn mà trong cái vườn này nó ở cả nhà mình. Hàng đổ giờ hơi kiếm hơi khó. Đế quá đẹp luôn. Cái này vô từ chậu 6 à. Chậu 6 hàng đổ lên chậu 6 nó đẹp hơn cả nhà. Cũng phân khúc giá 35 luôn ha cả nhà. Hợp nhãn cứ alo em nha. Cốt cành. Nói gì dạng cốt cành của cây mai đổ cái này làm nó dư luôn chứ không phải thiếu. Cắt ngắn lại hết ha cả nhà. Ngắn lại hết. Mà nói chung ra những cái mặt hàng em gửi này là nhận nuôi lại cho cả nhà mình là em gửi bên công ty ha. Đây. Em gửi bên này luôn à, chứ không phải là em nói ừ em tự nhận em chăm cho cả nhà. Nó thực sự ra là em không có thời gian cả nhà mình ơi. Đó vẫn 35 triệu ha. Đó anh em nào hợp nhãn cứ alo cho em. Cành đổ không là 6 tắc hơn rồi, mà cành đổ nó bự nữa. Đọt chủ bóp giót, chi phong có đầy đủ luôn ha. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng em cái đoạn clip ngày hôm nay. Gửi đến lời cảm ơn cả nhà mình luôn luôn ở bên cạnh
và xem những cái video của bên em. Kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Quý cô chú anh chị đi ngang thấy đoạn clip của em hay, xin mua người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mới ạ.